khi đó là hàng tháng là con trả lãi ngân hàng là ngoài 20 triệu mỗi nhà tàu phụ tháng thì trăm triệu tháng thì vài chục kinh tế thì kiệt quệ và đi vào bế tắc từ cái thất thoát tài sản tiến cho vợ chồng chúng con lúc đấy là không có tiếng nói chung được nữa con cảm thấy là mình không còn cái giá trị gì ở trên cái cuộc đời này nữa đỉnh điểm là con đã hai lần ra sông đuống để tự tử sau hai lần tự tử không thành có một có một cái giấc mơ con bị rơi xuống một cái vực con mới nhìn thấy uh, sư phụ sư phụ lại vung tay một cái tự nhiên là kéo được con lên con nhớ là có một người phụ nữ bảo con là lắm lá thuốc này con bôi vào người là con sẽ không còn thấy đau nữa tỉnh cái giấc mơ đấy thì con bỏ luôn ý định tự tử đây đúng là chùa ba vàng rồi và về chùa ba vàng mình sẽ có cơ hội được cứu Xin chào cô chủ nhiệm ạ. Kính chào tất cả các đạo hữu ạ. À, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Đỗ Văn Vũ Phạm Danh Phúc Nâm, là trưởng đạo tràng Minh Hạnh Bắc Ninh. Hôm nay thì tôi rất là hoan hỉ được đưa các đạo hữu của đạo tràng mình về để tham gia chương trình câu chuyện chuyển nghiệp. Thì đạo tràng Minh Hạnh Bắc Ninh của chúng tôi là thành lập cách đây đã hơn 10 năm thế và các đạo hữu thì cũng thực hành tu tập rất là tinh nghiêm và đặc biệt là bây giờ là ứng dụng cái pháp lục hòa vào tu tập rất là tốt thế cho nên là cái thành quả gặt hái được là chuyển nghiệp rất là nhiều hôm nay là vì thời gian nó có hạn cho nên là có hai vợ chồng đạo hữu cũng rất là còn trẻ mà cũng thuộc trí thức ở đời thì cũng gặp rất nhiều những cái bế tắc trong cuộc sống nhưng cũng không giải quyết được Thế và sau cũng có nhân duyên là xin vào đạo tràng để ứng dụng Phật Pháp tu tập vào đời sống, thực hành theo sự chỉ dạy tu tập của Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng theo hướng dẫn sách tấn trực tiếp của cô chủ nhiệm. Đã có kết quả chuyển hóa rất là vi diệu. Thì cũng xin giới thiệu hai vợ chồng đạo hữu Nguyễn Thị Hoa và đạo hữu Nguyễn Khánh Toàn thì sẽ đến trên sân khấu để chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp của gia đình mình. Con xin kính chào cô chủ nhiệm, xin kính chào các quý đạo hữu. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Hoa, con năm nay 34 tuổi và con ở Phú Dư Quỳnh Phú, Gia Bình Bắc Ninh. Hiện tại thì con đang làm giáo viên. Con xin giới thiệu với cô và các quý đạo hữu thì ngồi cạnh con đây chính là chồng con. Anh là Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 1986 và anh cũng là kỹ sư xây dựng. Hôm nay con rất là hạnh phúc khi con được đến đây và chia sẻ cùng với cô và các quý đạo hữu câu chuyện chuyển nghiệp của gia đình mình. Đó chính là nghiệp thất thoát tài sản dẫn đến là vợ chồng đứng trước bờ vực ly tán và nhờ gặp được Phật Pháp mà cuối cùng mọi thứ trở lên an ổn, tốt đẹp và vợ chồng con được hạnh phúc như bây giờ. Và câu chuyện của gia đình chúng con thì bắt đầu từ khoảng thời gian đó là vào năm 2012 cho đến 2017. Con không hiểu tại sao mà gia đình chúng con liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là bố con là bị tai biến mạch máu não, sau đó thì là bị teo lão, dẫn đến là làm thực vật liệt. Đến khi năm 2016 ông mất là lúc đấy là bố con là thối hết người, nằm liệt nâu quá, thối hết cả người ạ. Nhưng mà chưa dừng lại đấy thì mẹ con lại bị tiếp tục là bị bệnh tim rất là nặng và mổ lúc đấy là tốn rất là nhiều tiền ạ. Và bản thân Bản thân con ấy thì lại cũng có rất nhiều bệnh, lúc đó là sau khi sinh được con đầu lòng xong thì nào là con bị mổ u vú này, u lăng buồng trứng này, trường ngoài tử cung này. Và tất cả những mọi thứ đấy nó dồn để dập đến trong một cái thời gian rất là ngắn, dẫn đến là cái kinh tế gia đình nhà con là kiệt quệ, trong khi mà hai vợ chồng lại còn rất là trẻ, mới lấy nhau thì cũng chưa có cái vốn gì ạ. Và đến năm 2017 thì lại tiếp tục chồng con lại lại phát sinh các nghiệp thất thoát tài sản khác. Kính thưa cô chủ nhiệm và các đạo hữu thì con xin kể lại về cái nghiệp thất thoát tài sản của con. Thì uh, bản thân con là kỹ sư xây dựng thì uh, năm 2017 thì con có thành lập một công ty xây dựng thì uh, bắt đầu đi nhận các công trình. Năm 2018 thì con có nhận được một cái công trình thì giá trị nó cũng khá lớn, Khá lớn so với với chúng con. Khi mà làm công trình ấy thì trong quá trình làm thì do là lúc đó là cái kinh tế nền kinh tế nó bắt đầu khó khăn thì bên chủ đầu tư thì họ cũng chậm thanh toán so với cái cam kết ban đầu bọn con cũng cố gắng để đẩy để làm xong cái công trình đấy vì mà khi mà mình làm xong công trình thì bàn giao được cho người ta thì người ta sẽ bắt buộc là phải phải thanh toán cho nên bọn con là cũng là cố gắng vay chạy có thể là rồi uh, lúc đấy là chúng con là gọi là cắm sổ đỏ mang nhà đi uh, cắm vào ngân hàng luôn để, để vay tiền nhưng mà khi cậu, con thực hiện xong công trình rồi thì nó lại xảy ra một cái là nó vướng mắc ở cái khâu mà bàn giao hồ sơ thanh quyết toán nó rất là lâu và nó mắc ở, ở luôn ở đấy có nghĩa là khi đấy là mình uh, đã tốn rất nhiều tiền để làm công trình sau đó thì mình lại uh, uh, phải Tốn rất nhiều tiền để đi xử lý những cái hồ sơ rồi các thứ đấy nhưng mà vẫn không được. Tiền ở công trình vẫn không lấy được. Mà uh, khi mình thực hiện xong công trình rồi thì lúc đấy là các nhà cung cấp cho mình, các nhà thầu phụ là bắt đầu là họ cũng là vào đòi tiền. Khi đó là hàng tháng là con trả lại ngân hàng là một tháng khoảng ngoài 20 triệu gì đấy. Các nhà thầu phụ với các nhà cung cấp thì gần như là đòi liên tục. Tức là mỗi nhà thầu phụ đấy một tháng thì trăm triệu, tháng thì vài chục bởi và vì lúc đấy là nhà cửa mình cũng cắm rồi về cơ bản là của cải ở trong trong nhà là cũng cũng vét hết sạch rồi vâng thì là mình lại phải xoay sang vay họ hàng vay họ hàng thì cũng chỉ có được mức độ thôi ạ vâng ạ thì bọn con lại phải vay ngoài vay ngoài thì lại lãi nọ đập lãi kia gần như là bọn con lúc đấy là kinh tế thì kiệt quệ và đi vào thì là gần như là bế tắc thì sau khoảng hơn một năm mới cầm cự ở đấy thì con tạm thời con treo công ty ở đấy À, bắt đầu con xoay sang để mình đi kiếm việc làm ấy, để gọi là mình trang trải thêm tất nhiên là trong quá trình đấy thì con vẫn khất nợ ở các bên khi mà mình bắt đầu đi tìm việc để làm ấy, thì các cái việc mà mình tìm được thì nó đều không được như ý của mình tức là có chỗ thì người ta trả lương rất là thấp tức là so với cái trình độ của bọn con ấy, thì là À, đi ra trường làm lẽ ra phải được như thế này nhưng mà họ mặt bằng họ lại đánh tụt tụt xuống rất là thấp hoặc là công việc thì là bắt đi rất là xa hoặc là làm nó rất vất vả thế thì uh, cái uh, nghiệp thất thoát tài sản của con lúc đấy là cái khiến cho uh, gia đình con là gần như là khốn đốn và rất là là, là, là bế tắc không có một cái con đường nào thoát về, về cái phần về tài sản ạ đấy giữa cái uh, lúc đấy thì uh, nhà con thực sự là quá là bế tắc bởi vì là từ cái thất thoát tài sản khiến cho vợ chồng chúng con lúc đấy là không có tiếng nói chung được nữa tức là cầm cự được một thời gian xong là không có tiếng nói chung được nữa căng thẳng áp lực rồi là uh, không không chia sẻ được với nhau mà cứ về đến nhà là nhìn thấy nhau là cãi nhau ạ. tức là rất là rất là căng thẳng như thế và đỉnh điểm thì vào đến tháng 7 năm 2020 thì uh, con cũng chia sẻ thật với cô là khi có người thứ ba xuất hiện làm cho cái không khí gia đình con và mọi chuyện nó càng trở nên bung bét ạ bắt đầu là lúc đấy con cảm thấy là cả thế giới nó đang quay lưng lại với con và con cũng nhận ra những cái sai của mình ấy và con cảm thấy là mình tức là mình không còn cái giá trị gì ở trên cái cuộc đời này nữa và lúc đó con suy nghĩ vô cùng là tiêu cực con không dám tiếp xúc với ai cũng. tức là con rơi vào cái trạng thái kiểu như là gần như là trầm cảm ấy con không dám tiếp xúc với ai con cũng không dám gặp ai Xong rồi con đi đâu con cũng rất là sợ Và ở nhà con thì hai vợ chồng là ăn riêng Ngủ riêng Sống với nhau là không nói Không chuyện trò, không treo rổi, không chia sẻ không Tức là việc ai người đến làm sống với nhau Kiểu như người vô hình của cái Đến cái thời điểm đấy và đỉnh điểm là con đã hai lần ra sông đuống Để tự, định là tự tử Hai cái lần mà con con đi một mình lang thang ra sông con con lội xuống sông con con định kết liễu đời mình như thế này chắc là mọi chuyện đau khổ lại sẽ nó sẽ kết thúc thế nhưng mà khi mà con con đang nội được nâng chừng ấy, thì có cái tiếng động thế là con mới giật mình nhớ rằng, rằng là con vẫn còn hai đứa con nhỏ và bố mẹ đẻ của con nuôi con ăn học bao nhiêu năm trời mà bây giờ con chưa báo hiếu được một cái gì mà 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 con lại chết chồng con đang khó khăn như thế này mà con lại bỏ anh ấy đi để lại hai đứa con thì cũng rất là khổ cho anh đấy Thế là cuối cùng là con lại quay trở về Quay trở về nhưng mà cái cái suy nghĩ tiêu cực này của con nó cũng không hết con Nó rất, vẫn rất là đau khổ Bởi vì nó là cuộc sống hàng ngày ở Trong một cái khổ đau ấy, chúng ta nghĩ đến cái điều bất thiện Thế xong rồi thì chúng ta nghĩ đến điều thiện Có thể chúng ta chỉ tỉnh được cái giây phút đấy thôi Nhưng mà về vì chúng ta lại cứ phải đối diện với cái khổ đau Cho nên nó rất là khó các quý đạo hữu Rất rất khó để cho đến những cái lúc mà trong gia đình nó không còn tình cảm nữa rồi thì một câu nói tình cảm ở phía ngoài cũng làm cho mình được an ủi có đúng không tại vì mình rất là khổ cái khổ về tiền rồi nhưng là bao giờ không có tiền thì cũng đừng có nói chuyện đến tình cảm không có tiền thì chúng ta chỉ có tình cảm khi mà chúng ta không lợ lần thôi chúng ta nghèo thôi thì chúng ta sẽ bảo nhau để vượt qua nhưng nếu chúng ta đã rơi vào lợ lần rồi thì nó bị bức xúc lắm Thế cho nên là không thể còn tâm trí đâu mà về lại nói chuyện ngọt ngào với vợ được. Vì cả ngày chúng ta nghe thấy những cái điều mà người ta đòi lợ rồi, phải không? Rồi rất là nhiều cái khổ thì chúng ta không thể có cái tâm trí nào mà lại dành được những cái cái cứ nó phát sinh được cái tâm của chúng ta vui vẻ hoan hỉ được. Trên mặt mỗi người ngợm chúng ta rất là bức xúc. Cho nên là đúng phải có phước báo, có quý đợi hứa, phải có tài sản. Tài sản ít nhất cũng là không lỡ lần thôi Ăn rau ăn cháo thì còn được Chứ còn đã rơi vào lỡ lần Mà lỡ lần đến mức độ mà nhà cửa bị cắm hết rồi Một tháng nó trôi qua nhanh lắm ạ Chúng ta có nhiều khoản nợ mà Thì ngày nào hầu như cũng bị đòi lợ Các quý đạo hữu có bảo khổ không? Phải không? Ví dụ như là sổ này cắm mùng 5 Sổ kia cắm mùng 7 Sổ kia cắm 10 năm Thì mấy ngày nó vèo một cái thôi Đã tiền rồi Các quý đạo hữu bảo sống làm sao được Phải không? Vui vẻ làm sao được Cái đấy rất là dễ thông cảm tất cả các hoàn cảnh này chúng ta đừng nói mạnh về mình, mình rơi vào hoàn cảnh đó mình cũng như vậy hoặc có thể là tệ hơn, không thể khác được đâu có nó yếu ạ Thế nhưng mà lúc đấy thì con cảm thấy gần như là nó sụp đổ, bởi vì là uh, mình ra ngoài mình chống đỡ cái việc bên ngoài nó đã rất khó khăn rồi, bây giờ về nhà trong nhà nó rất căng thẳng, đi ra ngoài thì là còn còn không sao như về nhà thì lại suốt ngày trong đầu óc chỉ suy nghĩ xem là việc <laughs> gia đình như thế nào bỏ hay không bỏ ly hôn không ly hôn đấy nó rất là căng thẳng một cái thời gian đấy nó cũng kéo rất là dài con cảm thấy gần như là mình đi vào ngõ cụt rồi nếu mà không có con cái thì đúng thật là tôi cũng không biết là mình cái cái động lực gì để mà duy trì cái 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 công việc hoặc là những cái nợ nần đấy làm sao mà bây giờ nghĩ lại con cũng không, không, không rõ làm sao mà mình để trải qua được cái 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 thời gian đấy như thế và đúng là lúc khó khăn nhất thì con đã có nhân duyên biết về chùa đầu tiên là năm 2019 thì có một lần cái cô hàng xóm cô rủ con là à, đi về chùa Ba vàng lễ một lần đi thế là con mới đi về cùng với cô ấy thì về thì đúng vào cái hôm mà sư phụ tổ chức cái đại lễ vu lan báo hiếu mà của năm 2019 ấy. lần đầu tiên mà được nhìn thấy sư phụ nên pháp tòa giảng pháp nghe con cảm thấy nó hạnh phúc sung sướng mà con khóc suốt nhưng mà đến xong đến đấy nhìn chùa rất là đông người con cảm thấy rất rất là rất là hạnh hạnh phúc hoan hỉ nhưng mà sau đấy thì do quá nhiều những cái công việc khác nó cuốn con vào nên là con cũng không về chùa nữa không về chùa nữa cũng không nghe pháp của sư phụ cũng chưa từng nghe pháp của cô chưa biết đến 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 cô thế sau đó thì là đến năm 2020 sau hai lần tự tử không thành ạ vâng thì có một có một cái giấc mơ con đang ngủ con có một cái giấc mơ rất là kỳ lạ Tức là con bị rơi xuống một cái vực Vực đến sâu lắm ạ Rất là sâu và trên người con là toàn vết thương thôi Máu me bé bét Mà lạnh lắm Thì con mới cố gắng ngước lên Để tìm xem mà có ai cứu mình không Thì con mới nhìn thấy sư phụ Đứng ở trên một cái đỉnh núi rất là cao Và sư phụ lại vung tay một cái Thế là tự nhiên là kéo được con lên <laughs> à, Sư phụ mới cho con là túng và chéo y của, của sư phụ Thế là con này túm dưới cái chéo y của sư phụ thì là lão một cái thì sư phụ đưa con xuống một cái tảng đá rất là to, sạch, đẹp lắm ạ. Và ở đó thì đang có rất nhiều người ngồi xung quanh cái tảng đá đó. Và con nhớ là có một người phụ nữ ngồi ở giữa cái tảng đá đó, cười rất là tươi. Xong sư phụ cho con ngồi vào đấy, thì cái người phụ nữ đó đã đưa cho con một nắm lá. Bảo con là không sao đâu, cái nắm lá thuốc này con bôi vào người là con sẽ không còn thấy đau nữa. Thế là người phụ nữ đó đã giúp đỡ con là bôi và cùng với một số đạo hữu nữa là bôi khắp người con. Và đúng là sau khi mà bôi xong cái đấy thì con cảm thấy người con nhẹ bẫng đi. Con không cảm, cảm giác gì đau đớn nữa. Và sau đó thì mọi người là dạy con là tụng kinh này. Sau đó thì là con tỉnh, tỉnh cái giấc mơ đấy. Và khi mà tỉnh cái giấc mơ đấy thì con bỏ luôn ý định tự tử. Tức là không còn ý định tự tử nữa. Và nghĩ rằng là đây đúng là chùa Ba Vàng rồi. Và về chùa Ba Vàng mình sẽ có cơ hội được cứu. Sau giấc mơ đó thì lấy hết Dũng cảm con bảo với chồng con là thôi nếu mà có ly hôn ấy, anh có ghét em thế nào thì ghét, hay là muốn thế nào thì thế thì em chỉ xin anh một điều cuối cùng duy nhất là anh cùng về chùa Ba Vàng với em một lần thôi. vợ chồng con lúc đấy là về chùa Ba Vàng đúng vào cái dịp mà lễ hội hoa cúc của năm 2020. Và vợ chồng con được uh, ngồi ở dưới nghe sư phụ ở giảng pháp và làm lễ xuất gia. Nên lúc đó ngồi nghe sư phụ giảng pháp thì uh, con mới chật ngộ ra rằng là tất cả những cái đau khổ này của mình nó đều là do nhân quả của mình cả lúc đấy thì con mới nghĩ rằng sao trí nguyện của sư phụ lớn thế trí nguyện của các cái thầy mà hôm nay xuất ra sao mà lớn thế mà trong khi đó mình chỉ có mỗi cơm áo gạo tiền thôi mà mình cũng để bố mẹ phải 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 đau khổ phải phiền não như vậy mình đúng là quá bất hiếu và đến lúc về thì chồng con có nắm tay con và bảo là thôi không đi hôn nữa nhá thực sự là lúc đó con 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 xúc động và cảm thấy mọi cái cái gánh nặng nó được chút đi rất là nhẹ đến khi về nhà thì con mới hỏi đi cứ hỏi cái cô hàng xóm mà người là lần đầu tiên dẫn con về chùa vàng năm 2019 ấy để xem là ở đây có cái đạo tràng nào để tu tập theo chùa không con xin được số điện thoại của chú vũ và chú hướng dẫn cho con cách để xin vào đạo tràng và cả buổi tối hôm đấy con thấy hạnh phúc vô cùng như là giữa cái lúc mà đau khổ mà mọi người đang quay lưng lại hết với mình thì lại có một nơi mà đưa ra cho mình để mình bám víu vào đấy và tôi còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và con lấy một cái quần sổ con nắn nót con ghi cái dòng chữ ngày con được vào đạo tràng đó là ngày 11 tháng 11 năm 2020 và lúc mà vào đạo tràng tu tập thì con được đạo tràng hướng dẫn cho là Uh, tu uh, cầu siêu hóa giải oán kết đối với các oan gia trái chủ mà nó tác động lên các cái hiện tượng thất thoát tài sản và vợ chồng bất hòa của 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 gia đình con và đạo tràng đã đến trợ uh, duyên cho con trợ duyên cho gia đình con và nhà con lúc đấy dù kinh tế rất là khó khăn nhưng mà vì là khắp nơi là không không có chỗ nào cứu mình nữa rồi nên là chúng con vẫn dũng mãnh phát nguyện là cúng giường chay viên để um, hồi hướng cái phúc báo đấy đến cho các oan gia trái chủ tác động lên hiện tượng uh, trên cái nghiệp thất thoát tài sản của gia đình con vì chúng con không có nhiều tiền chính vì thế nên là sau cái đợt đấy thì là con cũng cố gắng thu xếp thời gian tinh tấn đi làm các phận sự trong đạo tràng một thời gian con đi chợ duyên như thế thì con có, có rủ chồng con đi và chồng con cũng đồng ý thế là sau đó thì là cả hai vợ chồng cùng vào đạo tràng một thời gian ngắn sau thì con lại rủ cả mẹ con nữa thế là cuối cùng là cả nhà thì cùng vào trong đạo tràng cùng tu tập với nhau và đúng là vợ chồng con từ chỗ mà ăn riêng ngủ riêng không nói chuyện không không có bất kỳ một cái sự giao tiếp nào mà đến khi vào đại học được gặp Phật pháp là hai vợ chồng đã chia sẻ rồi nói chuyện với nhau, cái gì cũng chia sẻ với nhau và không chỉ là bạn đời mà còn là bạn đạo chia sẻ với nhau được mọi chuyện, chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc. <laughs> Ngoài cái việc mà chuyển hóa cái 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 chỗ hạnh phúc gia đình đấy thì nhà con còn cái, cái chuyển hóa nữa đó chuyên nghiệp thất thoát tài sản của chồng là ngay sau khi khai đàn được mấy ngày thôi cô ạ, thì là chồng con là tìm được việc, mà công việc là phù hợp với năng lực của anh đấy, lương cao, người ta chế độ xã hội, đãi ngộ nữa đã rất là tốt. Anh ấy đi làm thì đã giải quyết được cái phần nợ lãi ngân hàng, Thế là chúng con không phải là cứ vay chỗ lọ đập chỗ kia như trước nữa. Thế sau đó thì là nhà con khai đàn tu tập đến hết hai lần 49 ngày, thì anh, chồng con là tức là quyết toán được cái 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 cái, cái, cái hồ bàn giao được cái hồ sơ công trình và cũng là lấy được một 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 phần một phần tiền nói là một phần nhưng nó cũng là tiền tỷ quá lấy là một phần tiền để trang trải được đỡ cái lợi lần và đặc biệt hơn nữa là trước ngày mà con về chùa làm video chuyển nghiệp thì chúng con nhận được thông tin nữa là công trình của chồng con đã có quyết định là sẽ thanh toán hết ạ đúng là thật là hạnh phúc hạnh phúc khi mà mình đã bị nghiệp rồi ấy mà khi nghiệp nó đến thì nó nó rất là ghê gớm nó cũng chỉ là cái quyết toán ấy thôi nhưng mà cái nghiệp đấy thì khiến cho mình nó cản trở mình chứ đâu mình có thêm cái gì bớt cái gì đâu phải không vẫn cái hồ sơ ấy thôi nhưng mà lúc trước không quyết toán được nhưng bây giờ quyết toán được nó phải là bao nhiêu cái phước báo của mình mình tích tập mình có phước mình mới được hưởng phước đấy cũng như là những cái trường hợp nhà có tiền xây nhà xây nhà xong thì đôi khi lại bị chết mất không được hưởng ở cái nhà đấy nên là do mình có phước xây nhà nhưng lại không có phước được ở mình phước mình chỉ được đạt đến cái mức độ là hoan hỉ được chứng kiến cái nhà mới cái thành quả của mình thôi nhưng mà lại không được hưởng cái thành quả thật sự ở trong đó thế đây cũng thế mình có cái phước là vui vẻ được cống hiến trí tuệ được làm trong cái quá trình làm thì rất là vui điều hành rất vui đến cuối cùng công trình thành công là rất vui nhưng không được hưởng cái thành quả cái tiền đấy lại sinh ra bao nhiêu thứ kéo theo về mất mát, vay lợ rồi hạnh phúc gia đình. Đúng là nếu không có cái Phật pháp thì có phải là nguy hiểm không? Thôi đấy cũng cảm ơn cái giấc mơ có sư phụ uh, kéo từ dưới hố kéo lên để mà có động lực không phải cái giấc mơ đấy nó là cũng là một cái phước báo của mình. Cái phước báo đấy nó phát sinh ra cho mình, đáng ra mình bị cái nghiệp tự tử đi chết đi con cái khổ sở phải không các quý đạo hữu cái phước đấy đến bây giờ nó phát sinh ra cho mình cứu mạng cho mình rồi lại giúp cho mình cái cách để mình có cái hỷ tâm tức là đấy là cũng cái hoan hỷ ở lại mà sống S sung sướng đấy là do cái hỷ lúc đấy là mình chào sư thầy mình có hỷ thì bây giờ mình được cái phước hỷ đấy lại hoan hỷ để mà nỗ lực tích cực mà chuyển hóa cuộc đời cái gì cũng có nhân có duyên có quả cả đấy chứ không phải là vô duyên vô cớ đâu có quý đạo hữu đó. cho nên là đến chùa gặp Tam bảo hoan hỷ nhìn thấy vị sư thầy trang nghiêm chỉ cần đảnh lễ từ xa thôi. Tâm mình hoan hỷ rồi cũng cái nhân duyên phước báo đấy cũng cứu mình trong nhiều kiếp đấy. Giấc mơ là gì? Là vọng tưởng của quá khứ. Duyên đến thì nó vọng tưởng ra cái đấy. Chứ có phải giấc mơ là ngoài nhân quả của chúng ta đâu. Giấc mơ nó thuộc về vọng tưởng hoặc là chư thiên chư thần. Vong linh người ta tác động. Còn lại thì nó là vọng tưởng quá khứ. Đấy. thì cái này nó phải vọng tưởng quá khứ phải có thì nó mới biến hiện ra chứ không thể không có mà biến hiện được ra đâu cái gì nó nhảy vào trong mình ngoài nghiệp của mình đâu cho nên đây là một cái giấc mơ phải nói là do phước báo tiền kiếp không phải là mình là cái người trí tâm tu tập không phải là người trí tâm giác cúng dường Nhưng rồi mình cũng có đi chùa Cũng ai rủ mình đi rồi mình cũng rủ thêm người Đi rồi lên gặp cái sư thầy nó vui vẻ hoan hỉ Có khi chỉ chào câu thôi các quý đạo hữu Rất là duyên Đấy cho nên là gọi là được cứu nhờ giấc mơ là Gọi là giấc mơ nhiệm vọng rất là hạnh phúc Đây là cứu khỏi cái chết nữa đấy chứ phải không? Rồi cứu khỏi tài sản Rồi cứu khỏi cái hạnh phúc gia đình rồi lại giúp được cho con cái mình và bây giờ nhất nữa là cứu cho mình vô lượng kiếp sau bây giờ biết tu tập rồi, thấy không tài sản đã được tốt đẹp rồi, đấy nhé rất là hạnh phúc. Vâng, dạ vâng ạ. Một nhân duyên nữa mà khiến sau này vào đạo tràng con trở con trở nên tinh tấn, đó chính là khi mà vào đạo tràng vào câu lạc bộ rồi, con mới biết mà người phụ nữ cười rất tươi đưa cho con một nắm ná bảo là con bôi cái này vào nó hết đau, đó chính là cô chủ nhiệm. <laughs> đúng là là con con cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì là là những cái đau đớn trên thân của mình cũng đã được 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 khỏi nhờ cái sự giúp đỡ và cứu con của, của cô ạ con rất là tri ân cô. ạ chúng ta là bồ đề quyến thuộc nhiều kiếp chứ phải không các quý đạo hữu? Cho Nên là mong rằng là các quý đạo hữu qua câu chuyện này, các quý đạo hữu chúng ta phải biết là có tu là có chuyển nghiệp cái gì cũng chuyển chỉ sợ chúng ta không tu thôi chúng ta chỉ cần đủ nhân duyên phước báo đấy gặp được đạo tràng rồi gặp được pháp lục hòa rồi gặp được sư phụ với lại chư tăng tinh tấn tu tập rồi phải không Chuyển pháp đến cho chúng ta rồi còn mỗi thiếu nhân duyên chúng ta lười tu hay chăm tu thôi cứ thêm cái nhân duyên chăm tu chăm thực hành này phật dạy là chúng ta sẽ chuyển hóa thôi chứ còn ở đạo tràng thì ai cũng thế thôi cứ vào trong đạo tràng rồi những người giác ngộ đều là những người thực hành tâm yêu thương để cho chúng ta có cái tâm hướng thượng là từ bi. Vâng ạ, hiện đây con cũng xin gửi lời cảm ơn rất nhiều, rất nhiều đến chú Vũ ạ, bởi vì là lúc đấy thực sự nhà con khổ lắm nghe được chú nói một câu mình cảm thấy là tất cả mọi người đang quay lưng lại với con mà chỉ có một mình chú vẫn nhiệt tình hướng dẫn thì nhẫn lại nghe con kể. Đặc biệt là biết là nhà con đang rất là khổ cộng với lại tiền nong thì đang không có nên là có những công việc phận sự gì là chú thấy khả năng là con làm được là chú cũng động viên con và vào làm thì con đã tích lũy được rất nhiều những cái công đức phước báo từ cái việc mà phận sự trong đạo tràng và con cũng sẽ phát tâm làm thêm các phận sự trên câu lạc bộ nữa và tất cả những cái đấy thì con đều hồi hướng hết cho cái nghiệp nghiệp khổ của mình và đúng là thật là vi diệu lắm ạ không chỉ có nghiệp thất thoát tài sản nhà con chuyển hóa được như vậy, không chỉ có nghiệp vợ chồng bất hòa chuyển hóa được như vậy mà bệnh trên thân của con cũng chuyển hóa nhiều lắm ạ. Sau khi mà tu hết một lần 49 ngày thì cái hiện tượng mà đau cứng cổ, đau lửa người bên phải, bút hông bên phải và trước đấy là con không thể đi được xe máy quá 20 km thì sau đấy sau hết một lần 49 ngày thì con đi xe máy về chùa mà từ nhà con cách chùa chắc khoảng độ bảy tám cây ạ con đi xe máy về chùa thường xuyên được ạ và... và ngoài ra thì sau khi tu pháp đoàn lương hoàng bảo xám xong thì cái bệnh đau buốt các khớp chân khớp tay của con con bị từ nhỏ thì cũng khỏi không bị lại một tí nào nữa và cái hiện tượng mà đau đầu của con con cũng bị từ nhỏ sau khi mà con tu cái pháp đàn ngũ vanh danh thì nó cũng hết luôn ạ không thấy đau đớn gì đâu còn thấy rất là khỏe ạ và đặc biệt hơn nữa là khi mà con cho hai bé nhà con vào câu lạc bộ lao la trước đây con lớn nhà con ấy nó rất là ngang hay cãi bố mẹ và tức là khi mình nói cái gì nó rất là hay phản ứng ngược và lười lắm hay nói dối bố mẹ và nhiều khi là trong học tập nó cũng không được chủ động lắm thế nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ La là hồ la làm đều đặn một ngày năm bài tập của cô nó chăm chỉ làm đều đặn không bỏ bài nào làm rất đầy đủ và sau lại được về chùa tham gia cái khóa tu mùa hè nữa thì bây giờ cháu như biến thành một người khác cô ạ rất là chủ động trong công việc này rất là yêu thương em này quan tâm em này tức là khi mà bố mẹ đi bận đi phận sự hoặc bố mẹ về chùa con về chùa mấy ngày chẳng hạn thế là bạn ấy có thể là đèo em đi học mà từ trường cách nhà khoảng hơn hai cây xong rồi lại À, chăm sóc em là chuẩn bị quần áo rồi là nấu nướng cho em ăn rồi hướng dẫn em học hành và nên là chúng con không phải lo gì cả. Đấy, các quý đại yêu thấy ai chưa? Đấy, cơ lộc bộ lao lao của chúng ta là rất là quý, đấy làm cho các cháu chuyển hóa rất là nhiều. Đấy, là người Phật tử ở chùa Ba Vàng ấy, chúng ta có rất là nhiều lợi ích, bản thân chúng ta được tinh tấn, đấy đạo tràng chúng ta cũng mỗi người trở thành là thân là tại gia nhưng tâm cũng bắt đầu hướng theo xuất gia đấy các quý đạo hữu tức là xuất gia theo là cách là chúng ta biết no và yêu thương mọi người giúp đỡ mọi người như giúp đỡ mình rất là tốt rất là tùy hỷ hai vợ chồng trong cái câu chuyện ngày hôm nay để làm động lực vì thời đại này là thời đại thất thoát tài sản rất rất nhiều thì tại sao lại thất thoát tài sản nhiều như vậy thứ nhất đó là cái phước báo của chúng ta nó đã sẵn có rồi Chúng ta có phước Phước về cái hưởng ngũ dục Cho nên chúng ta mới sinh ra ở cái thời nhiều ngũ dục thế này Còn chúng ta nói thời mạt pháp Mạt pháp là gì? Là trong tâm chúng ta là ít thiện Chứ không phải mạt pháp Tức là ít tài sản như các quý đạo hữu nhé Chúng ta hiểu mạt pháp là Pháp thiện ở trong tâm nó bị ít dần đi Thế rồi còn mạt pháp nữa là tà kiến nó nổi lên nhiều Bây giờ có phải tà kiến nổi lên nhiều không? đấy gọi là mạt pháp chứ không phải mạt pháp tức là không có tài sản đâu nhé thì thời này là thời con người ta nó được hưởng cái phước báo những người có phước báo thì hay sinh về cái thời này phước báo về tài sản nhưng lại về đạo đức thì lại ít thế cho nên là khi mà tài sản nó có rồi thì người ta lại mong muốn nhiều nữa và do cái tâm thiện thiện ít cho nên là người ta không thường nghĩ tới cái hậu quả nhiều cho nên là người ta làm ăn nó bất chấp kể cả là cắm tiền của cha của mẹ của tất cả những thời xưa mà gì dám đâu không bao giờ dám nghĩ đến là tiền của cha mẹ mang nhà cha mẹ mang đi ngân hàng cắm hay mang bán là không có thời xưa không có nhưng thời này thì kể cả con nó còn bé nó gì chứ, chăng nữa là cứ chơi bạt mạng chẳng có nghĩ có phát hiện trong tâm đâu có nghĩ đến cha mẹ mình đâu cho nên đôi khi choai choi với lớn ra đi chơi bạt mạng chẳng biết tiền đâu bố mẹ cắm nhà cắm cửa hết vì cái pháp thiện hiếu nó ít nó không nghĩ đến nữa trên cái thời này mất tài sản nhiều là do pháp thiện trong tâm ít và cái phước báo của người ta bắt đầu được hưởng cái phước ngay lúc đầu thì nó nhiều cho nên từ hưởng nó nhiều như thế cái thì tự nó nó tham lên thì nó sẽ bị mất mất tài sản cho nên người thành công cũng nhiều mà người thất bại cũng cũng rất rất nhiều Đấy. Thế thì làm sao để cho chúng ta bảo toàn được cái phước báo của chúng ta? Đấy, ví dụ như là hai vợ chồng em đây là lúc đầu là các em sinh ra đã có phước rồi. Có phước rồi các em mới học hành được được. Đúng không? Có phước rồi các em mới nghĩ tính toán làm ăn được, nhưng mà cái phước chúng ta chỉ hưởng được đến đấy thôi. Để không hưởng được không còn để mà hưởng nữa. Thế ví dụ như là cũng là cái phước giống các em nhưng thời xưa người ta không hưởng ngay một lúc người ta hưởng cả đời thì cả đời ta sống bình bình vẫn yêu thương nhau nhưng hưởng tài sản nó ít thì có khi hết cả đời cũng đã hết phước đâu nhưng mà bây giờ do mình đòi hỏi nhiều nên chúng ta gọi là thời này do con người ta tham quá mà phước thiện trong tâm ít cho nên là phước nó cạn nhanh tích lũy kiếp trước nó cạn nhanh thế bây giờ chúng ta phải vào phật pháp chúng ta phải tu cái tâm thì nó sẽ sinh ra cái phước giữ cái phước có đúng không các quý đạo hữu? đúng là chúng ta tu Phật về chúng ta có hiếu lên không? sống có tình nghĩa hơn không? sống biết cho đi hơn không? sống biết cống hiến hơn không? sống biết buông xả hơn không? sống tốt đẹp hơn không? cái đấy chính nó giữ phước và tăng phước cho mình cộng với cái phước kiếp trước mình còn nữa thì nó sẽ làm dài cho mình để chúng ta biết rằng cái đức rất là quan trọng cho nên Phật pháp rất là quan trọng đối với mình mình tích lũy phước báo sống giữ được cái tâm đạo đức là nó sẽ giữ được cái phước Vì có cái phước đấy cho nên chúng ta không bị đau khổ Cho nên Phật Pháp rất quan trọng Phật Pháp có tính chất thiết thực Giáo dục một xã hội văn minh Và giàu có bền vững Đấy cho nên là chỉ có tu Phật Pháp Chúng ta mới được hạnh phúc thôi Mà Phật Pháp đóng góp cho gia, cho gia đình Mỗi người cho xã hội rất rất là nhiều Và rất là vững chắc và quý đạo hữu mỗi người trở thành một người trí tuệ chứ không phải là trí thức và hoàn thiện bản thân mình trở thành con người thiện để giữ vững cái phước báo cho mình để không bao giờ rơi vào cái cảnh thất thoát tài sản nữa chứ thất thoát tài sản rất nguy hiểm phá vỡ gia đình rất là nhanh các quý đạo hữu là người đệ tử Phật tại gia phải tu để cho giàu có vững bền làm sao vững bền bây giờ biết tiết kiệm hơn làm ăn thì lại chăm chỉ hơn có đúng không không chơi bời thế và thời gian còn lại thì bắt đầu tu tập thế làm sao mà gia đình không hạnh phúc nhé yeah. và đúng là Phật pháp đã cứu gia đình con bằng những chính những cái đau khổ mà con đã trải qua thì con mới thấy Phật pháp thực là quá là vi diệu và nhiều khi con nói chuyện với chồng con là em nói thật với anh là kể cả, cả cuộc sống của vợ chồng mình có trải qua sóng gió hơn nữa mà cuối cùng em vẫn được gặp phật pháp vẫn được gặp sư phụ đại tăng vẫn được gặp cô chủ nhiệm vẫn được vào đạo tràng tu tập thì em đúng là sống không phí một kiếp người con cũng xin được thành kính ân tam bảo tri ân uh, sư phụ cùng uh, đại thăng chùa ba vàng đã ngày đêm niêm mật để tạo ra vô lượng công đức cho chúng con và con cũng thành kính tri ân cô chủ nhiệm cô đã không quản ngại gian khổ vất vả khó khăn để uh, sách tấn chúng con và con cũng thực sự là um, gửi lời uh, tùy hỷ đến uh, chú uh, vũ đạo tràng trưởng rồi ban lãnh đạo đạo tràng minh hạnh ban cán sự đạo tràng minh hạnh và toàn thể các đạo hữu trong đạo tràng minh hạnh đã suốt thời gian qua đã đồng hành giúp đỡ và trợ duyên cho gia đình chúng con tu tập và cuối cùng để gia đình chúng con có được như ngày hôm nay con xin thành kính tri ân ạ. Vâng à, kính bạch cô chủ nhiệm kính thưa các đạo hữu thì à, vừa rồi là qua câu chuyện của đạo hữu Hoa đã kể thì à, và cái hoàn cảnh của đạo hữu Toàn này cái lúc mà hướng dẫn đạo hữu Toàn à, tu để thất thoát cái tài sản đấy cái nó liên quan đến rất nhiều các ban ban này ban kia phải gọi đến ba bốn lần để hỏi thức ông này như nào tên là gì ở cơ quan nào cái thứ để để viết các mục vong đinh thế và vừa để cho đạo hữu hiểu, hiểu được hiểu được à mối quan hệ như này như này đấy, rồi thì lại còn công ty còn chung nữa cơ đấy còn chung với một người nữa mà cái người kia người ta chẳng để ý gì mà có một mình đạo hữu tu thôi trong khi vừa hỏi vừa phân tích thế thì đạo hữu cũng hiểu được hiểu được cho nên cái tâm sám hối rất là tha thiết mà đạo hữu hoa đặc biệt là Ừ, rất hay hỏi là một cái thứ hai là gọi là giống như là nói vui là đói phước <laughs> tiền không có cúng dường rồi à, phân vào làm ban à, thông tin ấy. thì à, tranh thủ đi dạy cấp 3 mà tranh thủ chống một tiết cái nghe chỗ này khai đàn hay tám bốn chín là phải phi xe máy đến tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh về đăng bài đó đấy thế năm hôm thì con nó ngủ à, nó bị đau nó kêu mẹ con đau nó như này phải thốt được để mai mẹ sẽ đi đến chỗ này làm cái này xong mẹ hồi hướng công đức thế là hồi hướng công đức ứng trước luôn xong mai bắt đầu đến làm phận sự cũng đỡ luôn con lại ngủ được luôn đấy tức là rất là đặc biệt như vậy đạo hữu toàn thì mới thì cũng hơi nười tu tí thế vợ lại thắc mắc là điện cho chú vào đấy toàn là cháu nó bảo là thôi có một người đại diện tu được rồi <laughs> Thế là lại phải sách tấn <laughs> sách tấn bắt đầu mới tinh tấn dần lên hai vợ chồng rất là đặc biệt Đấy, phải nói là rất là đặc biệt thế mà tiến đạo rất là nhanh à, cho nên là đây là một cái à, điển hình cho lớp trẻ rất là phấn khởi trẻ vào đạo tràng thì tiếp thu rất là nhanh cho nên là mà khi đã hướng tâm đến và chú tâm vào thì lấy được công đức nhanh lắm Đấy, cho nên là rất là đặc biệt đạo hữu hoa đây là lúc mới vào đạo tràng cũng khó chịu lắm khó chịu lắm bảo một hai từ chú cũng chỉnh trong bên sau cũng tâm sự bảo là, là cũng nói với chú là mới cháu thấy khó chịu lắm bảo sao vào đạo tràng cứ phải thế này nhưng mà sau này thực hành được rồi thì bảo cháu rất là vui đấy mà cái gì mà cháu thấy nghi ngờ mà cháu không hỏi được cháu không yên tâm đấy cho nên đạo hiếu này có một cái, cái cách tu tập nó rất là hay rất là cẩn thận cho nên tu đâu chúng đấy các đạo hiếu ạ à. làm gì có tiền cũng dường đâu mà chuyển nguyệt cách ngoạn phục như vậy Đấy, chúng ta mới thấy được là đây là một cái à, trẻ thì nói là có cái rất là hay như vậy à, thế thì qua đây thì con cũng xin à, tri ân công đức của tam bảo à, tri ân trên sư phụ à, đại tăng chùa ba vàng à, đã chỉ dạy chúng con thực hành Phật pháp và à, cũng tri ân cô chủ nhiệm là người luôn sát cánh và cũng à, chỉ bảo cho các phật tử rất là đến nơi đến chốn nhờ những cái công đức cái sự à, chỉ dạy và hướng dẫn sách tấn cho nên đạo tràng cũng đã thực hành được à, có kết quả à, kết quả sự thật. là hôm nay thì cũng à, lại được một cái duyên nữa là cũng được nói ra cái sự thật này. Vâng, đây xin à, cảm ơn à, cô chủ nhiệm, xin tùy hỷ các đạo hữu à, à, và các à, bạn đã lắng nghe cái câu chuyện truyền giảng hôm nay. Ạ. Vâng. tâm trơn, con quán cũng chúc cho hai vợ chồng phát triển được kinh tế, chồng thì cứ tích tập tu tập sau này chúng ta nếu mà có duyên thì chúng ta vẫn cứ mở công ty khi chúng ta có phước báo thì cái tư duy nó linh hoạt cái quản lý nó bao quát được rất là tốt và khi chúng ta đã điều hành được đúng ấy, thì nó không có những cái việc dườm già xảy ra vì chúng ta có phước mà không có việc dườm già xảy ra không giống như cái lúc mà chúng ta không có phước chúng ta làm việc nó khác quan trọng là chúng ta có phước hay không có phước thôi chứ không phải là thời gian không có thời gian con người ta có thể làm được rất rất là nhiều việc các quý đạo hữu ạ phải không như ví dụ như mình chỉ có mỗi một cái luống rau từ sáng đến tối tất bật không xong bảo đấy mắng con mắng gia đình là đấy tao tất bật từ sáng tới tối nhưng có người ta điều hành một lúc xuyên công ty từ lam bắc người ta vẫn có thời gian có người xuyên công ty quốc tế vẫn có thời gian quan trọng là cái phước đó thế cho nên là với những ai tư duy rằng Tôi đi tu này mất hết cả thời gian không làm được cái việc Thì cái người đấy quả thật là chưa hiểu đúng đâu chúng ta cứ tích lũy phước nhưng tâm chúng ta vẫn hướng tới để phát triển kinh tế vừa tu tập trong đời hiện tại thì lập tức cái phước báo đấy, nó sẽ biến thành nhân duyên nó sẽ biến ra cái cách tư duy chính xác chuẩn xác tính toán đúng làm ăn được những người kết hợp với mình lại là những người đồng tâm đồng chí hướng thiện tâm thì lúc bấy giờ nó sẽ thành công quan trọng là cái phước các quý đạo hữu ạ cho nên chúng ta phải tích lũy phước báo có phước thì làm gì cũng được không có phước thì làm gì cũng thất bại đấy nhá trên tâm còn con chúc các quý đạo hữu tinh tấn và thành công cả đường đời lẫn đường đạo và mong rằng các quý đạo hữu trong câu lạc bộ của chúng ta cũng phát huy như vậy tích lũy phước báo để đời này thành công đời sau thành công cứ lấy gương của vua trần nhân tông chúng ta mà học và thực hành nhé vì thì các đạo hữu rất nhiều